phải bám theo bọn nó, tuyệt đối không được để bọn nó phát hiện ra chúng ta. Bà Trùm, chúng tôi là người vận chuyển được thuê để mang đồ đến cho bà Trùm. Ok, bà Trùm đang ở trên nhà, hai người lên đi. Mục tiêu của chúng ta là bắt sống được bà Trùm. Cậu hãy đi thăm dò ngôi nhà này đi. Được thuê để mang hàng đi cho bà. Hàng đâu? Đưa tao xem. Tốt lắm. Đúng hàng tao đang đợi.
Mày đến đúng lúc lắm. Tao đã có nhiệm vụ cho mày đây. Nhiệm vụ gì đấy ca? Khó thì em không làm đâu. Mày yên tâm đi. Kể cả việc khó thì đã có khẩu súng này đo rồi, mày cũng cần phải làm nhiều đâu. Đại ca thế nào ý? Đây khẩu súng bình thường mà. Đại ca để gửi em không? Thế nhưng mày cũng biết rồi. Đây chính là khẩu súng nhân bản cho quái vật. Đúng đại ca thì em xem rồi. Súng này thần kỳ cái gì? Suri, tớ nghĩ cậu lên đầu hàng đi. Superman, cậu đừng có mà coi thường tớ. Trò này á, tớ chưa thua ai bao giờ đâu. Được lắm, vậy thì đi đâu thôi. Sao đây? Mày không thể sử dụng lung tung được. Mục đích của nó là để nó diệt mục đích hơn. Em có tin được đại ca không đây? Cầm súng đi. Nỡ không bắn ra quái vật em tèo ra. Mày yên tâm đi. Tại sao nó có tên là súng nhân bản? Bởi vì cứ chết một con quái vật, nó lại nhân bản ra hai con quái vật. Chết hai con lại tái sinh ra bốn con. Ui thế à? Ui tôi khỏe như vậy cơ đại ca. Ui dù, thế thì em đi luôn. Giết mua cái cơ được cái gì nữa. Hai bà con. Được, mày mau đi đi. Ok đại ca, ui em đi luôn. Lần này bọn anh cơn, đừng không thoát khỏi tay tao. Yeah, em đã đang rồi. Ôi tớ nào, đi không? Quái, tớ là siêu anh hùng. Cho nên tớ nhường cho cậu thắng thôi. Này, tớ nói thật nhá, cậu không nói gì tới thì cứ nói đi, không có gì phải ngại đâu. Thua, à, căn cứ của bọn Iker đây rồi. Mày test súng luôn mới được. Mày này. Rõ ràng lùi, tớ nhường cậu rồi nhá. Ui. Có chuyện gì dưới nhà vậy? Xuống xem nào. Ngồi đây, mà xem cái khai thôi. Ê, ngồi. Này Suri, căn cứ của cậu mới mua thiết bị mô phỏng quái vật à? Nhìn giống thật đấy. Không biết nữa. Này này, xuống thử xem đi. Mà cẩn thận đấy. Giống thật đấy. Sao yên bình thế nhở? Có khi nào téo hết rồi không? Suri!
Suri. Cô có sao chứ? Cô chỉ đau một chút thôi. Cảm ơn anh. Ồ, quen vật đâu hết rồi nhỉ? Phục quen vật của đại ca kiểu gì? Mà quen vật đi đâu hết rồi? Ra tất cả mọi chuyện là nhà ngươi gây ra. Ủa, các người có một số hay sao? Ê, nhưng mà không sao. Tao có khẩu súng quay vật, bắn một phát, các người chỉ muốn chết rồi. Không ra đạn được. Giờ ngươi có hai sự lựa chọn. Một là giơ tay lên. Hai là chịu chết. Ta chọn vương án thứ ba. Không muốn chạy. Tôi theo. Theo. Đừng rồi. Cô gái à? Thế nào rồi? Thế còn thế nào nữa? Súng này cao em bắn được một viên. Ừ, hết đạn luôn. Chỉ cần một viên thôi mà. Thế nào rồi? Bọn anh rồi. Bị quái vật tiêu diệt hết rồi chưa? Ừ, chuẩn luôn. Quái vật bị tiêu diệt hết luôn. Sao lại có người đấy rồi? Có thêm thằng siêu nhân ở đấy nữa. Chúng nó đuổi đến dưới nhà đây kìa. Ủa, ủa, em biết. Chúng này cả. Đại ca, nó kìa, bắn nó. Ui heo. Wow. Đại ca, mày không định ngồi đây dưa à? Đi. Chuyện gì thế anh? Bọn cướp! Bọn cướp! Nó kia! Bọn kia!
tôi cảm ơn hai cô. Không có gì đâu. Nhưng chuyện là thế nào vậy? Chuyện tất cả là do miếng dưa này. Quá mẹ, một tuần nữa chưa ăn gì, đói. Thôi, chén thôi. Ngon quá mẹ. Được rồi, đi thôi. Đi. Sao mày ngáng chứ tao? Tao không ngáng mày đâu. Không mày thì còn ai vào đây nữa? Đã bảo không phải là tao rồi. Dưa này mày ơi. Chén thôi mày ơi. Nhưng mà không có dao. Không có dao à? Mày ngu lắm. Phải dùng cái đầu này. Cái đầu à? À, tao hiểu rồi. Hú hồn. Quả dừa vẫn còn nguyên. Hai đứa mày thích ăn trộm dừa nhà ông ạ? À? Không lọc gì. Mày muốn tao trầu chạy không? Chú ơi, cho bọn cháu xin lỗi. Bọn mày ăn trộm táo nhà tao, bây giờ còn định ăn trộm dưa. Xin lỗi em được à? Lần sau bọn cháu không thể nữa đâu ạ. Được rồi, bây giờ hai đứa mày tát nhau 15 phút đi, tao sẽ tha cho bọn mày. Thôi à. Thôi cái gì? Hai chúng mày muốn ăn gậy? Thôi, đành phải tát nhau vậy. Đành vậy. Nhanh. Nhanh lên. Tát nhau đi. Hai đứa mày tát mạnh vào. Nói, lần sau không được ăn trộm. Nói nhanh. Lần sau không được ăn trộm. Tao đã bảo mày không được ăn trộm rồi lại còn. Nhanh. Tắt mạnh nữa vào. Lần sau đừng ăn trộm. Lần sau đừng ăn trộm mẹ. Lần sau đừng ăn trộm mẹ. Thôi được rồi. Lần sau chúng mày mà vào vườn tao ăn trộm thì chết với ông. Cút. Bù lạc thật. Mày quá vẫn còn. Thì ra là vậy. Bọn cướp này táo bạo thật. Thôi không sao rồi, anh về đi. Tôi cảm ơn hai cô. Tôi về đây. Chúng ta về thôi.